là mình sẽ review chiếc xe kẹo kéo của mình nha các bạn. Chào tất cả các bạn nha. Bữa nay mấy thằng cu trong team mình nó bận công chuyện không quay clip được cho các bạn. Bữa nay mình quay clip một mình, là mình sẽ review chiếc xe kẹo kéo của mình nha các bạn. Xe kẹo kéo của mình từ hôm bữa dịch tới nay cũng cỡ 5 tháng rồi, mình chưa có mở lên thử. Bây giờ bắt đầu mình mở lên thêm coi nó có còn lên hay không nha. Bị đồ điện tử của mình mình sẽ xài, nhưng mà mình để lâu quá nó sẽ bị ẩm ở trong, có thể là nó không lên nữa. Rồi bây giờ các bạn hãy theo chân mình nha, mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết kẹo kéo là như thế nào nha. Ở này là chiếc xe lâu nha các bạn, là chiếc xe lâu này nè, để mình lâu nguyên cái thùng vàng nhạt của mình ở phía sau nè. Rồi bây giờ mình sẽ dỡ chiếc xe lâu này ra cho nó ngắn lại, mình xây cái nhạt này nó ngang qua. Nha. Mở mỏng rồi ra. 5 tháng rồi, không biết này nó còn lên hay không nữa. Làm kéo kéo thường thường mấy thùng máy này nè, là mình để lên đây luôn cũng được, mình mở nắp ra thôi. Còn bây giờ mình ở nhà thì mình tiện thôi, mình sẵn mình mở này đem cục máy này xuống luôn cho nó dễ chỉnh hơn. Rồi bây giờ mình sẽ xuống cục máy nha. Rồi mình mở dây ra nè. Cái xe này mình có chế cái nâng á, cái nâng này nè, để mình hạ tủ quái này xuống cho nhẹ. Rồi rồi bây giờ mình sẽ kéo cục máy này ra nè, kéo máy ra đây mình hạ xuống nha, hạ xuống mình kéo ra. Lúc trước á thì mình không có chế cái này, mình phải hai người khiêng. Còn bây giờ mình có chế cái bàn này rồi á, thì giờ mình sẽ làm một mình được. Vì khi lúc đi làm nhạc á, có một mình làm kia lên không có được, mình phải nhờ người ta là khi mình phụ. Bây giờ mình thấy gì bất tiện quá, cái mình mới chế cái bàn nâng này, mình đem lên cho nó lên xuống cho nó dễ, ngồi ra xa lo cho đỡ ồn lỗ tai. Rồi bây giờ mình kéo xuống nha. Bây giờ mình sẽ kéo ra nha. Chế cái này nha, cho nó tiện lại hơn.
cái móc này là để mình dặn lại á, ăn cho nó chạy tưng tưng, nó không có tuột ra này. Nó tưng nó tuột ra này. Mình phải chế cái móc lại để mình chặn nó lại, nhiều khi nó sứt á. Sơ sơ đi chút xíu mình lên gục máy lại đi, mình dặn cũng kỹ. Bây giờ mình đẩy xe đèn này ngay lại nha. Mọi dân, cái nhà của mình gồm có cái này là cái ổng áp này mọi người. Đây là cái ổng áp. Đi nhiều khi vô cái vùng điện yếu á, mình có nhận cái ổng áp này nó kéo mới nổi. Chứ không có ổng áp thì điện nó yếu quá, mình có nhặt lớn quá thì không được. Rồi cái này là thùng để cái tivi của mình nè. Để tivi đặng mình hát karaoke á, mình nhìn dưới đó mình xem mình hát ha. Rồi cái này là bốn cái lo full của mình nha. Bốn cái lo này để cho quýnh tiếng nhạc á. Còn ba cái dưới đây á là quýnh súp quýnh cho nó có lực á. Mình để ba cái nè, thấy nó cũng tương đối là nó đẹp á, nhưng mà nhạc quýnh thì mình không biết sao, thấy là cách để về thì nó đẹp rồi. Còn bánh xe này là hôm bữa mình lúc trước á, mình đi cái bánh xe nhỏ à, nhưng mà bây giờ á, nhiều khi là mình làm đám cưới hay gì á, mình chở thêm lo á, cái nó chở bánh xe nhỏ chở không nổi, mình mới chế lại để mình cho nó bự lên rồi chở được nặng hơn cho nó tiện lại chút, với lại đi bánh xe lớn này cho nó đỡ lúng hơn. Cái là nó hơi nặng chạy chút xíu mà. Thì bây giờ mình phải câu dây vô tủ máy, bắt đầu mình mở nhạc thử nha. Rồi bây giờ tới đầu mình đi lấy tivi lên. Thì công việc làm kéo kéo của mình là như vậy á, mình kéo tới nơi là mình đầu mình phải chuẩn bị đồ như vậy đó. Bây giờ tới cái tủ máy nha, mình sẽ mở tủ máy ra. Gắt tấm này lên để cái laptop lên nè. Để cái laptop nè. Rồi bây giờ bắt đầu mình phải đi câu dây lo từ lo vô cái tủ máy nha. Rồi xong rồi mình sẽ câu dây từ cái máy vi tính này sang cái TV đó luôn nha. Cái cổng này và cái máy tính này. Rồi. Đã xong rồi. Rồi bây giờ mình sẽ ghim cái dây lo vô cái men nha. Rồi cái dây này là tín hiệu của mình đã làm dấu sẵn rồi nha. Này màu đỏ mình làm là cái đường dây súp. Còn hai cái này thì hai cái đầu full. Mình đã làm được ký hiệu sẵn rồi. Bây giờ tại mình quen rồi đó. Rồi giờ mình cứ ghim vô thôi. Súp. Cái men dưới đây là cái men súp. Đây là trên đây là cái men full. Thì cũng vậy luôn. Rồi, bây giờ tín hiệu của mình đã ghim xong hết rồi. Bây giờ bắt đầu mình mới mở nguồn máy trên nha. Rồi tín hiệu của mình đã ghim hết rồi. Bây giờ mình sẽ mở nguồn nha. Rồi. Cái này là cái bàn chỉnh của mình nè, bàn mixer chỉnh của mình nè. Bây giờ mình sẽ đường nhạc của mình sẽ
nối vào cái chỗ laptop của mình nè, cái đầu ao ra của nó nè, mình ghim vô. Đây là công việc mình làm nhạc quen rồi, giờ mình sẽ ghim vô là xong rồi. Rồi tiếp theo là mình sẽ mở cái mic lên nha. Còn mấy cái này là mình đã cắm sẵn hết rồi, này micro nè, rồi băng số nè, rod số mình đã cắm sẵn hết rồi. Giờ mình chỉ mở mấy cái mic này nữa thôi. Mình mở mic luôn. Ở cái mic dưới này nè là mình để nhìn cái mic dưới này nè, mình để quấn súp nha. Súp là ba cái dưới á. Còn cái mic trên này nè, bốn cái này là bốn, gọi là cái người ta kêu gọi là cái mic bốn kênh, là 1 2 3 4. Này đi là quấn mấy cái full á, cho tiếng ca của mình nó ra. Rồi cái này là cái rod số. Này để tại chia đường hai đường, đường súp với đường full. Còn cái này là cái vang số cho tiếng ca của mình nó đẹp á. Hát cho nó hay, rồi muốn chỉnh delay hay reverb gì đó tùy. Mấy live anh làm thanh chuyên nghiệp thì xét mấy này rất là giỏi. Mình thì không biết sơ sơ thôi à. Còn cái này là micro. Còn cái này người ta gọi là cái quản lý nguồn á. Để mình ghim những cái nguồn điện của này nè, cái men văn số là lên này. Cho qua thiết bị này rồi mới bắt đầu ghim xuống. Cho nó mình có mở lên thì nó nhảy từ từ cái à. Còn cái bàn trên đây á là người ta gọi là cái mixer á. Để anh chỉnh lên tiếng nhạc á. Rồi mình đã mở hết rồi. Rồi mình bây giờ mình lại đây mình kiểm tra cái TV của mình nè. Hiện tại cái TV của mình là giờ nó chưa có lên nha. Mình phải mở cho nó lên. Rồi TV của mình cũng đã lên rồi. Rồi bây giờ mình mới mở laptop lên, mở nhạc lên. Mình kiếm những cái bài nào đang hot nhất giờ mình mở mình nghe thử nha. Thì mình nhạc của mình đã nghỉ dịch đây cũng cỡ 5 tháng rồi. Mình không có chưa có làm nữa. Bây giờ mình mở lên mình xem cho nó mở thế nào. Với lại một phần lúc này thì mình cũng đi làm nhạc được rồi, nhưng mà có một cái đường của mình nó đang làm. Mình không có đi làm nhạc được. Mình tới giờ mình mới mở ra mình kiểm tra thử nè. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình mở nha.
Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.